Varane và Casemiro kết thúc kỷ nguyên mua sao của Man United. Varane và Casemiro, hai cái tên đỉnh đám một thời, giờ đây đại diện cho một chiến lược chuyển nhượng sai lầm của Manchester United những năm gần đây. Khi đặt chân đến Old Trafford, cả hai đều mang trên mình vị thế những ngôi sao hàng đầu, từng chinh phục vô số vinh quang cao quý cùng Real Madrid. Họ đến cùng kỳ vọng lớn lao, hứa hẹn sẽ vực dậy quỷ đỏ. Saba Store, tưng bừng khai trương. Giảm ngay 30% cho tất cả sản phẩm thể thao. Nhanh tay đặt hàng ngay hôm nay để nhận thêm nhiều ưu đãi khủng. Saba Store. Varane, trong ngày ra mắt tại nhà hát của những giấc mơ, sải bước oai hùng trong bộ vest lịch lãm, chiếc áo số 19 trên tay, thu hút mọi ánh nhìn và tạo nên bầu không khí sôi động. Casemiro, với phong độ ấn tượng trong mùa giải đầu tiên, trở thành cứu tinh của đội bóng, mang đến tinh thần chiến đấu, đẳng cấp và những bàn thắng quan trọng. Tuy nhiên, khởi đầu đầy hứa hẹn ấy nhanh chóng vụt tắt. Varane liên tục vướng vào những chấn thương dai dẳng, hạn chế khả năng thi đấu. Casemiro, sau mùa giải đầu tiên bùng nổ, lại đánh mất chính mình một cách khó hiểu. Hơn 110 triệu bảng được chi ra cho hai bản hợp đồng này, 42,7 triệu cho Varane và 70 triệu cho Casemiro, con số không nhỏ trong khoản tiền khổng lồ mà MU bỏ ra để theo đuổi chiến lược mua sao ồ ạt hậu Sir Alex Ferguson. Đáng buồn thay, gần như tất cả những cái tên được đưa về trong chính sách này đều thất bại, để lại vô số hệ lụy về chuyên môn lẫn tài chính. Mùa hè này, nhiều khả năng MU sẽ chính thức bước vào một kỷ nguyên mới. Sir Jim Ratcliffe cùng đội ngũ của ông sẽ nắm quyền quyết định trong các vấn đề chuyên môn, bao gồm cả chuyển nhượng. Hướng đi mới này hứa hẹn sẽ khác biệt hoàn toàn so với quá khứ. Thay vì tiêu tiền hoang phí cho những bom tấn rực rỡ nhưng thất bại, MU sẽ hướng đến những giá trị thực sự, ưu tiên sử dụng các tài năng trẻ như Kobbie Mainoo, Alessandro Garnacho hay có thể là Amad Diallo. Ngay cả những ngôi sao lớn nhất hiện tại như Bruno Fernandes cũng có thể nằm trong danh sách thanh lý. Kỷ nguyên mua sao hào nhoáng nhưng không mang lại thành công của MU đang dần khép lại. Một chương mới với những hy vọng và chiến lược mới sẽ được mở ra, hứa hẹn chắp cánh cho quỷ đỏ một tương lai tươi sáng hơn.